xe này là mua để một năm thì lấy ra đúng rồi đi cái này thôi. Cái thành phố mà cái này mà lấy đi chơi đi cà phê đâu được. Một năm là để trong nhà, mục đích là một năm dựng lên suốt. Bắt chưa được. Cái này là phục vụ cho nhà nước, phục vụ cho thể thao luôn. Cho lời gì được hết. Chung thử coi to không? Thử coi hôm qua thấy nó ngon ngon quá vậy. Em mượn thử xem thử coi to quá. Micro vô của Chung to ghê, để thử sang cái còi Trung Quốc của anh còi Mỹ này coi. Lớn mà, bình thường mà. Alo, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Cả nhà đi thôi. Sáng nay xuất phát tại thành phố Huế. Vận viên lóc đường rồi, mình đi đường bên này. Hết đường lên rồi. Đi ngược chiều qua thôi. Cảnh sát giao thông lóc trên kia luôn rồi. Trên này họ lóc rồi, họ đẩy hết phương tiện qua bên trái rồi. Thôi, việc lê đậu trên này đi, vòng lại mất công quá. Lê đậu trên này cho cả nhà coi. Hello. Trên này là quang cảnh trước khi xuất phát cả nhà. Có xe của 80A trên kia. Xe 80A dưới này. Chưa thể xuất phát rồi cả nhà. Lên thôi. Hôm nay việc lên xuất phát ở một cái vị trí trên cao, đứng cùng với anh em mô tô bảo vệ Thiên Phương trên này. Vô đồ hơn vẫn
góc quay quen thuộc, vị trí quen thuộc, cánh trái sau Vân Nguyên muốn bến. Chào thành phố Huế, qua nay ăn quá trời, quá trời là bún bò. Qua nay ăn phải 5 tô bún bò cả nhà, ăn bún bò quá trời đất. Rồi ăn bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc á. Việt Lê có thêm vào tập trước, cả nhà coi là đã thấy rồi. À, sáng nay họ lóc đường khá kỹ. Ở đây họ lóc đường khá kỹ. Họ giăng luôn cả dây ngăn cách nè. Sát giao thông nè. Đang ra khỏi thành phố Huế. Chặng đường sáng nay chỉ có 120 km thôi. Mà qua cái đèo Hải Vân cho nên là lực lượng bảo vệ sẽ cực đó, cực nhiều quá, bởi vì đèo Hải Vân khá nguy hiểm. Hải Vân Quan. Chặng đua này xét về yếu tố chuyên môn của bên xe đạp cũng khá là kịch tính. Chặng đua sáng nay. À, cái nhà đi ngang chỗ này thú vị lắm quá nha. À, vừa ra khỏi thành phố Huế thì có một cái điều thú vị ở đây là trên cái trục thẳng song song này có sự hội tụ của ba loại phương tiện phổ biến ở Việt Nam. Ở giữa này chính là đường bộ cả nhà, và bên phải Việt Lê đây, bên phải Việt Lê đây chính là đường sắt, đường sắt. Còn bên trái là Việt Lê đi ngang đây, cả nhà nhìn đây, đó là đường vào sân bay. Thì sân bay nó sát đây luôn nè cả nhà, đúng là thấy được cái máy bay nè, mà có lẽ camera thấp quá cả nhà không thấy đâu. Bên này đường băng nó song song với cái đường quốc lộ này luôn nè cả nhà. Là phía bên phải là đường sắt, đường bộ và đường băng cả nhà, là cùng hội tụ tại cái điểm này. Thú vị cả nhà, đúng là thấy chiếc máy bay ở trong kìa. Đó, thấy chiếc máy bay ở trong kìa, song song với nhau, thú vị cả nhà. Nếu mà trên cao nhìn xuống nó hay lắm. Sân bay đó là sân bay Phú Bài cả nhà, của thành phố Huế. Cả nhà ơi, Việt Lê mới vừa đổ xuống một cái đèo, đèo nhỏ thôi. Và Việt Lê hay đặt tên, cho đèo này là đèo Dầu Tràm cả nhà. Vừa đổ xuống khỏi đèo là có một cái khu người ta chuyên bán dầu tràm. Thì tập trước năm ngoái Việt Lê cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà lúc đó đi nhanh quá không quay kỹ cho nhà coi. Bây giờ xuống đây đi trước nữa, chậm chậm xuống cho nhà coi. Ở đây có một cái làng nghề là họ nấu dầu tràm từ cái tràm đó, mà mọi lần Việt Lê mấy năm trước Việt Lê chạy vị trí bảo vệ hay lên đây dừng lại mua về làm quà cho mẹ, cho bà ngoại á, thì dầu tràm này sức rất là tốt, đặc biệt ở xứ lạnh rồi đó. Nó rất nhiều cái công dụng hay đó. Đây là chỗ họ bán dầu tràm nhiều nè. Đó, đó. Ở những lò bán dầu tràm thế này nè. Còn viên sổ xuống luôn rồi. Thì nó giúp cho việc đánh cảm gió nè. Rồi chị côn trùng cắn nó cũng hay lắm á cả nhà. Mũi đốt hay là kiến đốt á, nó cũng hay. À, chị nhức đầu này nọ, hay lắm á, dầu tràm là tốt lắm á cả nhà. Mà mua ở đây rẻ nè, ngay lò họ sản xuất luôn. Thêm một cái đèo thứ hai cả nhà, thay vì đi thẳng ra đó thì sẽ chui hầm, nhưng mà phần đua phải leo lên đèo, một cái đèo thứ hai. Đèo này đèo nhỏ thôi,
Đèo này là đèo Phú Gia, đèo nhỏ thôi, có hầm hết trơn rồi, nhưng mà leo đèo cho vận động viên có điểm đèo cả nha. Đèo ngắn thôi, khoảng chừng 2-3 cây số à. Rồi lên đèo đi trước. Đây là đèo Phú Gia. Đến đèo 1 km lên đèo. Cả nhà ơi, bên này có một cái đầm ở dưới này đẹp quá. Yeah. Bây giờ sẽ sổ đèo xuống. Đề nghị anh Ẩn chạy đúng lên đường nha, không có lấn lên nha anh Ẩn nha. Đề nghị chạy đúng lên đường nha. Mới nó không lấn lên xong à. Gió, chỗ này gió quá. Xuống đây sẽ qua cái hầm chui. Có một cái hầm chui bên này còn họ đi thẳng ra, còn mình thì mình không thể làm vui. Rồi lóc tất cả phương tiện rồi ở một bên này qua. Đây cả nhà, thay vì quẹo trái chúng ta sẽ chui hầm chui của đèo Hải Vân, đó hầm chui ở đó, thì đua xe đạp mà đi hầm chui thì đâu có nghĩa gì, phải đi đường đèo ở nhà. Đây, đi hướng phải đây là đường cũ hồi xưa, trước khi có hầm chui là tất cả xe đi đường này cả nhà. Bữa nay có hầm chui thì mọi xe vào trái đi xuống hầm, còn vận động viên thi đấu thì và phải đi thẳng cái đường cũ hồi xưa để lên đèo Hải Vân. Bây giờ xe trọng tài và xe ban tổ chức họ lên đỉnh đèo trước để họ tiến hành họ chuẩn bị để mà quay phim hay là và lấy thành tích cho vận động viên.
đi hết rồi cả nhà, cho nên là không còn nhiều bảo vệ tuyến trên để mà chặn các xe ngược chiều nữa. Giờ đèo này thì đa phần là xe máy và các xe du lịch họ muốn đi đèo này thôi, chứ còn đa phần bây giờ người ta đi đèo kia hết trơn rồi, đi hầm chui hết trơn rồi cả nhà, vừa an toàn vừa nhanh chóng. Bảo vệ họ lên trên đèo rồi, ở đây đèo là họ phải vượt qua bên kia để họ lắp đèo bên kia, rồi còn lại thì bảo vệ sẽ rải chốt trên đèo để mà rải chốt trên đèo để mà chặn các xe không cho họ đổ đèo nữa, nguy hiểm cho vận động viên. Giới thiệu có nhà chỗ này có một cái đường ray xe lửa băng ngang, là nó nhớ việc lơ nhớ năm 2015 lúc đó việc lơ chạy xe cao qua xe cái con cua 1.4 á, thì trường hợp hi hữu là có xe lửa băng ngang đường này ngay lúc là bảo vệ lên luôn, mà may mắn là vừa xe lửa vừa qua là vận động viên vừa tới luôn, cho nên là không phải ngừng cuộc đua lại, cũng may mắn ngay đấy đó vừa qua một cái trạm xe lửa. Và đây là bắt đầu lên đèo hết không, tập này năm ngoái ở nhà, năm ngoái cái tập này Việt Lê cũng quay lên đèo Hải Vân nè, vận động viên sổ đèo 80 km/h á, 8 mấy đó cơ nha. Thì clip đó bữa nay cũng được 1 triệu 1 triệu mốt 1 triệu 2 lượt xem rồi. Thì cả nhà biết cái chuyện đổ đèo cực kỳ nó nguy hiểm và quan trọng với cái sự bảo vệ cho vận động viên nó như thế nào cả nhà. Thì năm ngoái cái tập đó Việt Lê làm thì Việt Lê có đặt tiêu đề ở đây có một cái xe ô tô đề nghị họ quẹo phải lên đây, trái ở đây đúng rồi. Thì cho nhà biết là cái sự quan trọng trong đèo lòng đèo như thế nào, thì năm ngoái Việt Lê có đặt cái tựa đề ra là dọn sạch đèo Hải Vân á, thì cái từ dọn sạch là cái từ chuyên môn đó nha, mà rất nhiều bạn vô comment thì một cách phiến diện rằng là từ dọn sạch là dọn là làm như dọn rác người chứ không phải là rác đâu, là dọn, thì chia sẻ các bạn đó là những từ chuyên môn, những từ chuyên môn dùng trong dẫn đoàn thì là lúc nào cũng dọn cho lòng đèo thật sạch để cho không có những phương tiện ngoài, tránh vận động viên ảnh hưởng thành tích và nguy hiểm cho vận động viên. Đổ 80 km mà có xe máy băng ra thì hậu quả khó lường lắm, cực kỳ nghiêm trọng luôn. Mà thêm cái từ Việt Lê sẵn nói luôn, cái từ cảnh sát giao thông mặt đất cả nhà, cảnh sát giao thông mặt đất là cái từ mà rất nhiều bạn là lắm khi mà Việt Lê mới làm kênh YouTube á, rất nhiều bác vào đã kích cũng có cảnh sát giao thông trên trời nơi sao mà là cảnh sát giao thông mặt đất, ở đó từ chuyên môn chia sẻ cả nhà, chắc nghe cả nhà nghe qua 2-3 mùa dẫn đoàn Việt Lê giờ nghe quen rồi đúng không? Okay, cả nhà, đoàn đua đã Việt Lê đã lên được tới đỉnh đèo, trên này là chặn hết tất cả các xe lại để vận động viên lấy đây, và từ đây qua xuống một cái là đổ một cái dốc cực kỳ cao. Quay phía sau thì lưu quay cả nhà coi. Đà Nẵng nhìn bên kia là thấy Đà Nẵng rồi đó cả nhà. Xa kia là Đà Nẵng rồi. Và ở đây có một cái dốc, ở đây có một đoạn đèo vừa xuống là đổ liền.
tốc độ chỗ này rất là dốc, rất là cao. Thì bà nông viên đòi hỏi và kỹ thuật rất là dữ. Thì không biết là sẽ có góc quay nào ở đây khi bà nông viên sổ đèn hay không. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện rất là nguy hiểm ấy à. Đèo Hải Vân, quay cảnh đèo Hải Vân cho cả nhà coi. Rồi, là một cái cua tay áo, cua bánh mì, cua cúc áo gì đó. Trên núi bên kia có cái hải, có cái ngọn hải đăng sáng ghê. Đây, toàn cảnh luôn cả nhà, đây. Đèo Hải Vân cũng đẹp lắm cả nhà. Phạm Quân anh đang đi dọc theo đèo để mà anh tìm các chỗ có thể nguy hiểm, gây nguy hiểm cho vận động viên trong lòng đèo. Nhưng có chỗ này sổ xuống nào cả nhà nguy hiểm không? Nhưng chỗ này sổ xuống mà có bất kỳ một cái xe nào đưa cái đít ra ngoài thôi chứ không phải là nguyên con xe nha nha. Là cũng đã gây hỏa cho vận động viên rồi, nguy hiểm cực kỳ. Vô nghỉ ngơi dùm xíu nha mấy đứa ơi. Thầy đang đua xe đạp qua, thông cảm giùm anh xíu nha. Chắc phải hơn nửa tiếng á. Nghỉ ngơi uống nước ủng hộ cô chú đi. Không quay lại được luôn, giờ không quay lại được nữa. Không được đâu, tại vì bây giờ quay lại nó đổ xuống nguy hiểm lắm. Giờ xe cỏ nó đổ xuống nguy hiểm lắm. Thôi kệ mình ở đây đi. Xe giờ nó có đổ rồi, lỡ bị tai nạn cái ai chịu. Thôi chịu khó mình ở đây đi cho rồi. Rồi thông cảm giùm đoàn nha. Cảnh đẹp quá, chỗ này sổ xuống một bên là biển, một bên là thành phố, một bên là núi, đẹp đẹp quá cả nhà ơi. Chắc cũng lâu rồi, từ lúc mà có hầm chui thì chắc cũng một số bác tài lái ô tô cũng chưa đi lại bằng đường đèo Hải Vân đúng không? Hồi xưa chắc chắn là tất cả mọi người đều phải đi đèo rồi. Mà từ khi có hầm là mọi người đi hầm nó nhanh mà nó an toàn, tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Bữa nay đường trong lòng đèo họ làm đường xá rất là tốt, không có hư hại nữa, đi rất là an toàn. Tốc độ với điều kiện là chúng ta tốc độ tốt. Đây có một cái xe bị hư ở đây, mà đa phần những cái xe mà đi đèo Hải Vân này là những xe tải thì có nha, xe tải nặng á, xe tải nặng á, hàng quá khổ nguy hiểm cho vận động viên á. Ở đây có ôi ơi, anh ơi là anh. Đây cả nhà, bộ phận bảo vệ họ đã qua tới đây, họ tiến hành họ lắp cái đuôi này rồi, không cho các xe di chuyển lên nữa. Thì ở đây một trạm, ở trên này một trạm nữa, ở trên này nè cả nhà, có hai trạm lắp lại lần. Đây, trên này một trạm nữa. Đây, kéo ba rem này luôn, không cho xe di chuyển lên nữa. Quá good. Quá good. Ok. Không có xe di chuyển lên nữa.
Ở nhà ơi, còn 3 km nữa đoàn đua sẽ về tới đích tại thành phố Đà Nẵng. Thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống của nhà. Thành phố đáng sống. Bởi vì nó phát triển du lịch rất là tốt. Cuộc sống nơi đây yên ả, nhưng mà vẫn có kinh tế phát triển rất mạnh. Một thành phố trực thuộc trung ương, nhưng mà thành phố du lịch với sở hữu những bờ biển cực kỳ đẹp, cát cực kỳ trong, và có rất nhiều cái resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng của các quốc gia châu Âu, Nhật Bản về đây để mà đầu tư. Hạ tầng cơ sở, hạ tầng đường xá cực kỳ tốt, cho nên là với rất nhiều cái lối chính sách phát triển địa phương của những người đứng đầu ở đây, làm cho thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố, thành một thành phố đáng sống ở nhà, với những đặc sản không phải không thể không kể đến. Có lẽ là mì Quảng cả nhà. Thực tế thì mì Quảng là món của Quảng, nhưng mà thực tế Đà Nẵng cũng có mì Quảng, mà Quảng ngại của mì Quảng, mà có lẽ là ở Đà Nẵng tập trung nhiều mì Quảng, nhiều quán mì Quảng nổi tiếng, Cao Lầu, Hội An. Và cái món Việt Lê ra đây hay ăn nhất đó là món bánh đập thịt nướng cả nhà. Trưa nay Việt Lê sẽ đang sẽ quay cho cả nhà coi, rất ngon. Đà Nẵng còn đặc sản gì nữa cả nhà ơi, ai chia sẻ nào, ai chia sẻ nào. Còn có chả bò Đà Nẵng, cũng khá nổi tiếng, cũng rất nhiều người đặt mua quà về thành phố Hồ Chí Minh để làm quà cả nhà. Chả bò Đà Nẵng tạo nên thương hiệu á. Món gì nữa ai biết chia sẻ nha. Và chặng đua sáng nay khá ngắn, có hơn 100 km thôi, không dài, nhưng mà qua con đèo thì khiến cho cuộc đua nó lâu hơn một chút. Và đây trục đường này hai bên là khách sạn không rồi cả nhà, khách sạn, nhà hàng, quán bar, buổi tối rất là đẹp. Nên bên này họ đang xây một cái cơ sở, một cái gọi là một cái liên hợp cái khách sạn gì đó bên này, còn đằng ngoài kia thì biển đẹp lắm. Sẽ quay cảnh trung tâm cho nhà coi, nhưng mà đang luôn không vào trung tâm, ở nhà đích đến nó nằm ở ngoài rìa biển rồi nè. Đi vào trung tâm thì đường khá nhỏ, không phù hợp cho việc về đích. Năm trăm mét nữa đích ở trước mặt chúng ta rồi. Năm nay nằm ở đây, không phải qua cầu như mọi năm nữa. Ok, Việt Lê mới chào thành phố Đà Nẵng. Một đêm Việt Lê náo lại tại đây. Đây là heo hai đầu da, đặc sản của Đà Nẵng cả nhà. Đúng luôn. Bạn quay, lo nhìn nó quay, không quay nhìn nó ngoài. Đây là mì Quảng, cũng là đặc sản. Đây thì nó sẽ có bánh tráng này với cái bánh phở. Đây rau dĩa, nhìn cái rau hoành tráng cả nhà, bự chành bành, bự cháo bá, xích tay coi. Hay theo hai đầu da, theo hai đầu da, rau đảo ba chỉ nha, nó dĩa rau rồi nha, đó